Xuất Ai Cập Ký chương 28. Y phục của thầy tế lễ. Trong dân Israel, con hãy chọn Aaron anh con cùng với các con trai người là Nadab, Abihu, Eleazar và Ithamar để họ phục vụ ta với chức vụ thầy tế lễ. May bộ áo lễ thánh cho Aaron anh con để người được uy tín và vinh dự. Con bảo những người thiện nghệ đã được ta ban cho sự khôn ngoan để họ may bộ áo lễ Aaron mặc trong khi được tấn phong và trong chức vụ thầy tế lễ để phục vụ ta. Sau đây là các phần của bộ áo lễ họ sẽ may: bảng đeo ngực, ephod, áo dài, áo lá, khăn đội đầu và đai thắt lưng. Như vậy, con phải may các bộ áo lễ thánh cho Aaron và cho các con trai của người để họ phục vụ ta với chức vụ thầy tế lễ. Con bảo họ dùng vàng, chỉ màu xanh, tím đỏ và sợi lanh. Ephod. Con bảo một người thợ tài giỏi làm cái ephod bằng vàng, chỉ màu xanh, tím, đỏ và sợi lanh. Ephod có hai đai gắn liền vào hai góc để có thể thắt chặt lại. Dây thắt ephod cũng được làm cách tinh vi và dùng cùng các thứ vật là vàng, chỉ màu xanh, tím đỏ và sợi lanh. Lấy hai viên bạch ngọc và khắc trên đó tên các con trai Israel theo thứ tự ngày sinh của họ. Sáu tên trên một viên bạch ngọc này và sáu tên trên viên bạch ngọc kia. Khắc tên của các con trai Israel trên hai viên bạch ngọc theo cách người cắt ngọc khắc con dấu. Sau đó đem hai viên ngọc nhận vào hai khuôn vàng và gắn hai viên ngọc này vào hai đai vai của ephod làm ngọc tưởng niệm cho các con trai Israel. Aaron sẽ mang các tên này trên hai vai mình khi làm kỷ niệm trước mặt Chúa. Làm các khuôn bằng vàng với hai sợi dây chuyền bằng vàng ròng giống sợi dây thừng, rồi gắn hai dây chuyền vào khuôn vàng. Bảng đeo ngực. Con bảo một người thợ tài giỏi là một bảng đeo ngực dùng để đi đến các quyết định. Làm bảng này bằng các vật liệu dùng để làm ephod và vàng, chỉ màu xanh, tím, đỏ và sợi lanh. Bảng này hình vuông bề dài một gang tay, bề rộng một gang tay và làm bằng hai lớp vải. Gắn lên bảng bốn hàng ngọc. Hàng thứ nhất có hồng mã não, hoàng ngọc và hồng ngọc. Hàng thứ hai có bích ngọc, lam ngọc và kim cương. Hàng thứ ba có ngọc hồng biểu, ngọc mã não và ngọc tím. Hàng thứ tư có ngọc lục, bạch ngọc và vân ngọc. Nhận các viên ngọc này lên khuôn vàng, có tất cả 12 viên cho mỗi con trai của Israel. Tên của các chi phái được khắc lên các viên ngọc như cách khắc con dấu. Làm các dây chuyền bằng vàng ròng, xoắn chuôn ốc, giống sợi dây thừng cho bảng đeo ngực. Làm hai cái khuyên vàng gắn liền vào hai góc của bảng đeo ngực. Gắn hai dây chuyền vào hai khuyên vàng ở hai góc của bảng đeo ngực. Còn đầu kia của hai dây chuyền được gắn vào hai khuôn vàng để cho liền vào hai đai vai của ephod về phía trước. Làm hai khuyên vàng và gắn ở góc bên kia trong bảng đeo ngực kế bên ephod. Làm hai khuyên vàng khác và gắn vào bên dưới của đai vai ở phía trước ephod, sát với đường biên ngay trên dây thắt lưng của ephod. Dùng sợi dây màu xanh buộc bảng đeo ngực với cái ephod qua các khuyên vàng để cho bảng đeo ngực và ephod khỏi rời nhau. Mỗi khi vào trong nơi thánh, Aaron sẽ mang trên lòng mình tên của các con trai Israel là tên được khắc trên bảng đeo ngực để làm kỷ niệm thường xuyên trước mặt Chúa. Cũng đặt Urim, Thunim trong bảng đeo ngực để Aaron đeo trên lòng mình mỗi khi người vào trước sự hiện diện của Chúa. Các áo lễ khác. May áo dài khoác ngoài ephod hoàn toàn bằng vải xanh với một cái lỗ để trồng đầu ở chính giữa. Dệt một đường viền quanh lỗ này để giữ cho khỏi rách. Thắt trái lựu bằng chỉ xanh tím đỏ để các trái lựu này theo gấu áo xen kẽ với chuông vàng. Các chuông vàng và trái lựu được kết xen kẽ với nhau vòng theo gấu của áo dài.
Aaron phải mặc áo này mỗi khi thi hành chức vụ. Người ta sẽ nghe tiếng chuông vàng mỗi khi Aaron vào nơi chí thánh trước sự hiện diện của Chúa và khi ra khỏi nơi này để người khỏi phải chết. Là một cái thẻ bằng vàng ròng và khắc tên thẻ như cách con khắc con dấu thánh cho Chúa. Dùng dây màu xanh buộc thẻ vào khăn đội đầu. Ngay ở phía trước khăn, thẻ sẽ ở trên trán Aaron và người sẽ mang lấy tội của dân Israel. Khi họ dâng tế lễ thánh, bất cứ loại của lễ nào, thẻ sẽ thường trực ở trên trán Aaron để của lễ được Chúa chấp nhận. Dệt một áo lót bằng chỉ gai mịn, một khăn đội đầu cũng bằng sợi lanh. Một người thợ thêu sẽ thêu thắt lưng cũng dệt áo lót, khăn đội đầu và thắt lưng cho các con trai để cho họ được uy tín và vinh dự. Sau khi con mặc các bộ áo lễ đó cho Aaron và các con trai của người, con sẽ sức dầu và tấn phong họ để họ phục vụ ta với chức vụ thầy tế lễ. Cũng may quần lót để che thân thể từ bụng xuống đến đùi. Aaron và các con trai người phải mặc quần này khi vào trại hội kiến, ngay khi đến gần bàn thờ để phục vụ trong lời thánh, để họ khỏi mang tội chết. Đây là một luật lệ vĩnh viễn áp dụng cho Aaron và cho dòng dõi người.